Xin chào anh em, xin chào các bác. Đây là một trong những mẫu ly rất nhỏ xinh của dòng Pioneer, và cũng có giá rất bình dân, nhưng chất âm thì lại rất ngọt ngào. Rất ngọt ngào và hay anh em nhé. Đây là mẫu ly Pioneer SA6007. Nó cũng khá quen thuộc với cửa hàng Minh Audio ở Đông, nhưng nó không xuất hiện nhiều lần, nhưng mà cũng đã từng bán 4-5 lần. Đợt này lại có một con, hình thức đẹp xuất sắc và bãi zin, giá 2.500.000 đồng cho anh em. Chất âm của dòng Pioneer thì nghe nhạc khỏi phải bàn luôn, rất mềm mại, êm ái. Và đây là một con âm ly mà nó nhỏ nhưng cũng có đầy đủ các tính năng cơ bản. Đó là AB cộng B, chỉnh bát chép, cân loa, đường vào âm thanh, tem. Kích cỡ bề ngang của sản phẩm này là 35cm anh em nhé. Nó nhỏ như là âm ly của dàn ấy. Như đây nó vẫn là một sản phẩm âm ly rời anh em nhé. Âm ly rời nó làm nhỏ thôi, nhưng bên trong cũng linh kiện cũng không thiếu gì. Chạy hai con STK nhôm. Đây là bật. Chất âm rất mềm. Tôi sẽ quay xung quanh để anh em nắm được tổng thể, sau đó sẽ mở nhạc to. Hình thức thì đẹp xuất sắc luôn. Nhỏ có võ. Con âm ly này gọi là nhỏ có võ. 4 đến 16 ohm. 90W 100V. Các đường vào âm thanh. Nước sơn đằng sau anh em có thể nhìn thấy nó sáng bóng luôn, màu đen sáng bóng luôn. Số series con này là bao nhiêu? Có đúng một con thôi, nhưng mà tiện thì cứ quay luôn cho anh em. Đó. 76030 gì đó. Đánh AB, A cộng B. Hai tụ lọc, một nguồn và hai STK. Chút nữa tôi sẽ mở nội thất để anh em có thể ngắm. Rất nhỏ gọn xinh xắn. Và tôi đang ghép vào đôi loa Pioneer Bass 30 anh em nhé. Đó là tham chiếu để anh em có thể lựa chọn để đấu loa nhà các bác. Còn tất nhiên loa to sẽ ra tiếng hay hơn loa nhỏ, đó là điều đương nhiên. Và bass to sẽ ra tiếng đậm đà hơn. Tôi mời anh em nghe to. Còn những đôi loa Nhật như thế này thì nó ghép vô tư để nghe nhạc nhẹ nhàng, hay trong tầm tiền. Tôi có người tên bỏ lại nơi phố ngày xưa. Một ngày chim rú chiều mưa, ngập người xa cánh đồng. Hai đường vào tuner AUX cơ bản thì nó còn vào đường tiếp 1, tiếp 2. Nếu anh em không chạy những đường này thì phải gạt lên anh em nhé, thì nó mới có tiếng. Hình thức phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Giá thì rất cỏ, âm ly thì hình thức nhỏ nhắn xinh xắn. Bề ngang 35, chiều cao tầm 12-13, chiều sâu nó cũng tầm 25 anh em nhé, 25-30. Không có mùa xuân, ai ngăn dòng nước trôi về cho dòng nước cuốn. Anh em có loa cổ, loa toàn giải, loa Bookshelf bass 20-25, quá tuyệt vời. Bởi vì đây là một thương hiệu lớn, cũng như là một con âm ly đẹp, giá bình dân. Xin cảm ơn, tôi sẽ làm một video nội thất tiếp theo.